Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là một trong ba trụ cột chính trong đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Đã trải qua 4 năm, chưa khi nào hoạt động mua bán, sáp nhập, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng lại mạnh mẽ như những tháng đầu năm 2015. Mới hết 1/3 chặng đường của năm 2015, nhưng có 3 công bố chính thức về sáp nhập của 6 ngân hàng và 2 thương vụ ngân hàng nhà nước mua lại ngân hàng thương mại với giá 0 đồng. Đúng như dự đoán từ những năm trước, năm 2015, năm bế mạc của đề án 254 về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, số lượng các ngân hàng đã giảm đi đáng kể. Thời điểm ngày 1 tháng 3 năm 2012, khi Thủ tướng phê duyệt đề án 254 về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015, hệ thống có tất cả 42 ngân hàng thương mại. Tính đến thời điểm này, sau công bố sáp nhập chính thức của 3 cặp ngân hàng Maritime Bank và MDB, PG Bank và Vietinbank, MHB và BIDV, thì hệ thống ngân hàng sẽ còn 35 ngân hàng thương mại. Số lượng giảm đi là 7, nhưng số tên ngân hàng mất đi trên thị trường là hơn 10, vì có những ngân hàng tự tái cấu trúc và đổi tên. Sáp nhập, hợp nhất hệ thống các tổ chức tín dụng không chỉ đơn thuần là phép cộng trừ số học. Từ nay đến cuối năm, còn bao nhiêu cặp đôi ngân hàng sẽ sáp nhập với nhau? Những cái tên ngân hàng nào sẽ mất đi trên thị trường? Đó là vấn đề mà các nhà đầu tư quan tâm. Tất nhiên chúng ta cũng còn phải đến 6-7 ngân hàng cần phải xử lý tiếp trong năm nay, thì tôi nghĩ rằng là trách nhiệm cũng khá là nặng nề. Tuy nhiên tôi hiểu rằng là ngân hàng nhà nước cũng như chính phủ cũng đang quyết tâm ở cái khâu này, thì cũng hy vọng là cuối năm sẽ đạt được cái mục tiêu đề ra. Đến thời điểm này, tái cơ cấu không chỉ là mua bán, sáp nhập mà có nhiều biện pháp khác nhau. Có thể kể đến thương vụ ngân hàng nhà nước mua lại ngân hàng xây dựng và mới đây nhất là mua lại ngân hàng Đại Dương với giá 0 đồng, khi cả hai ngân hàng này bộc lộ những yếu kém trong hoạt động. Để chủ động hoàn toàn trong quá trình cơ cấu lại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương cũng như là bảo đảm các quyền lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại ngân hàng Đại Dương, tránh những tác động lây lan tiêu cực đến các tổ chức tín dụng trong hệ thống của chúng ta, ngân hàng nhà nước đã quyết định mua toàn bộ cổ phần bắt buộc của ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương với giá là 0 đồng một cổ phần theo đúng quy định của luật tổ chức tín dụng. Tái cơ cấu không chỉ là chữ ký trong bản hợp đồng sáp nhập hợp nhất, không chỉ là việc đổi tên một ngân hàng, đó là cả một lộ trình đối với ngân hàng, đặc biệt là việc đảm bảo quyền lợi của cổ đông tiếp tục phát triển ngân hàng lớn mạnh. Thế và chúng tôi cũng sẽ tham gia quá trình tái cơ cấu cũng như tự tái cấu trúc lại hoạt động của Vietinbank để theo đúng các quy định của pháp luật và theo nguyên tắc thị trường. Vì vậy các cổ đông của Vietinbank thì hoàn toàn có thể yên tâm và được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các cổ đông theo các cái quy định của pháp luật cũng như bảo đảm các cái nguyên tắc của thị trường. Hơn 10 cái tên ngân hàng không còn tồn tại trên thị trường chỉ trong vòng 5 năm. Đây là con số không hề nhỏ, nhưng để thị trường lành mạnh thì loại bỏ hàng chục ngân hàng là việc phải làm. Hiện nay thì chúng ta mới làm chủ yếu là liên quan đến vấn đề về số lượng. Thế còn cái chất lượng thì tiến tới nó sẽ còn cần một giai đoạn dài nữa. Cái đầu tiên là liên quan đến cái vấn đề chất lượng, đó là bản thân các cái mỗi một ngân hàng thương mại, kể cả sáp nhập hợp nhất hay là không tham gia vào cái quá trình sáp nhập hợp nhất vừa qua, thì cũng phải làm cái đề án về cơ cấu lại bản thân các ngân hàng thương mại đó để làm sao mà đảm bảo được cái lành mạnh hóa tài chính cũng như là nâng cao cái hiệu quả hoạt động. Sau 4 năm triển khai đề án tái cơ cấu, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện khám sức khỏe cho từng ngân hàng, đến việc xác định tầm vóc và xây dựng khuôn khổ pháp lý, dọn đường cho những thay đổi diện mạo hướng đến một hệ thống ngân hàng mạnh khỏe, minh bạch và lành mạnh. Thì trong cái quá trình tái cơ cấu thì quan điểm chủ trương cũng là để đảm bảo cho việc tái cơ cấu là nằm trong tầm kiểm soát của nhà nước và tránh đổ vỡ hệ thống. Thì trong cái quá trình đó thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã theo dõi rất là sát những cái diễn biến tình hình của từng tổ chức tín dụng cũng như là của toàn hệ thống để có những cái giải pháp phù hợp trong việc hỗ trợ thanh khoản kịp thời và có những cái giải pháp cần thiết để đảm bảo an toàn. Lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng vẫn tiếp tục tăng. Người dân vẫn giữ niềm tin vào hệ thống ngân hàng. Đó là một trong những nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền, tránh đổ vỡ hệ thống trong suốt quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.